thị trường tài chính của Trung Quốc đang trải qua một cuộc khủng hoảng mới khi tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ Zhongri Enterprise Group hôm 5 tháng 1 nộp đơn xin phá sản vì không thể trả được các khoản nợ đáo hạn và tài sản cũng không đủ để trả tất cả khoản nợ. Thông tin này khiến giới đầu tư và người tiêu dùng tại Trung Quốc thêm lo lắng. Tòa án này đã chấp thuận đơn xin phá sản của Zhongri theo luật phá sản doanh nghiệp Trung Quốc. Trước đó, Zhongri đã tuyên bố vỡ nợ với khoản nợ ước tính lên tới gần 66 tỷ đô la Mỹ. Trước đó, cảnh sát Bắc Kinh đã mở cuộc điều tra hình sự một số lãnh đạo trong Chi. Tập đoàn này quản lý khối lượng tài sản lên tới 140 tỷ đô la Mỹ và đã rót vốn cho rất nhiều nhà phát triển địa ốc. Việc kinh doanh của Zhang chủ yếu liên quan đến lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc. Vì vậy, thông tin trên đang làm giấy lên lo ngại cuộc khủng hoảng địa ốc sẽ lan sang lĩnh vực ngân hàng ngầm có quy mô 3.000 tỷ đô la Mỹ tại Trung Quốc. Theo Bloomberg, các nhà đầu tư Trung Quốc có thể mất hàng chục tỷ đô la Mỹ vì Zhang sau khi thông tin về tình trạng mất khả năng thanh toán nghiêm trọng và sự thiếu hụt hàng chục tỷ đô la Mỹ trong bảng cân đối kế toán của Jongji được công bố. Jongji được biết đến là một ngân hàng ngầm, Shadow Banking tại Trung Quốc, huy động vốn của các hộ gia đình để cho vay hoặc đầu tư vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu và hàng hóa. Shadow Bank được định nghĩa là hệ thống trung gian tín dụng liên quan đến các thực thể và các hoạt động không thuộc hệ thống ngân hàng thông thường. Một lượng tiền lớn của các nhà đầu tư giàu có Trung Quốc đã sót vào Zhongji thông qua các sản phẩm có lãi suất cao, nhưng họ có thể chỉ lấy lại được một phần nhỏ. Mặc dù thị trường bất động sản Trung Quốc chìm trong khủng hoảng, nhưng Zhongji và các công ty liên quan vẫn đổ một lượng tiền lớn cho các nhà phát triển địa ốc cũng như thu mua tài sản từ các công ty, trong đó có China Evergrande. Một tập đoàn bất động sản của Trung Quốc đã tuyên bố phá sản. Zhongji hiện ở trong tình trạng thanh khoản cạn kiệt số tiền thu hồi được từ việc thanh lý tài sản của tập đoàn này dự kiến sẽ ở mức thấp. Chia sẻ với Reuters, luật sư Jing Yue tại công ty luật Liquor cho biết việc nộp đơn xin phá sản để giúp họ đẩy nhanh quá trình thanh lý tài sản. Tuy nhiên, quá trình của tòa án có thể chậm và nhà đầu tư nhiều khả năng chỉ được nhận khoảng 30% số tiền dựa theo các vụ phá sản trước. Đến nay, cuộc khủng hoảng bất động sản Trung Quốc dường như vẫn chưa tìm thấy lối ra. Điều này khiến tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc liên tục lao dốc. Gây ảnh hưởng nặng nề nhất đến tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc trong năm nay chính là thị trường bất động sản. Cuộc khủng hoảng địa ốc gây ảnh hưởng đến toàn nền kinh tế Trung Quốc khi 70% tài sản của các hộ gia đình nằm ở bất động sản. Theo ước tính của Bloomberg, nếu giá nhà giảm ở Trung Quốc giảm xuống 5%, thì tổng tài sản hộ gia đình ở nước này bốc hơi 19.000 tỷ nhân dân tệ, khoảng 65,5 triệu tỷ đồng. Ông Eric Chu, chuyên gia kinh tế của Bloomberg Economics, nhận định đây có thể mới chỉ là khởi đầu. Trong vài năm tới, tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc sẽ có khả năng tiếp tục hao hụt. Vị chuyên gia đánh giá, trừ khi thị trường phục hồi mạnh mẽ, tài sản gắn liền với bất động sản của người tiêu dùng Trung Quốc khó có thể gia tăng. Theo ngân hàng UBS, giá trị tài sản dòng bình quân mỗi người trưởng thành ở Trung Quốc đã giảm 2,2% trong năm 2022 ngay cả những cá nhân có tài sản lớn ở Trung Quốc cũng đang trở nên thận trọng hơn. Theo cuộc khảo sát của ngân hàng China Merchants và công ty tư vấn Bain Co., mục tiêu tài chính của các cá nhân chuyển từ tạo thêm tài sản thành bảo vệ tài sản. Dữ liệu chính thức của Bắc Kinh cho thấy giá nhà có sẵn chỉ giảm nhẹ. Tuy nhiên, báo cáo từ các công ty môi giới bất động sản và nhà cung cấp dữ liệu tư nhân lại chỉ ra giá tại các khu vực đắc địa ở những thành phố lớn đã sụt giảm ít nhất 15%. Bloomberg Economics ước tính tỷ trọng của ngành bất động sản Trung Quốc trong tổng sản phẩm trong nước GDP của nước này sẽ giảm còn khoảng 16% vào năm 2026 từ mức khoảng 20% hiện nay. Sự sụt giảm này sẽ khiến khoảng 5 triệu người, tương đương 1% lực lượng lao động thành thị của Trung Quốc, trước nguy cơ thất nghiệp hoặc giảm thu nhập.